thôn Hữu Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, bị ngăn cách với trung tâm xã bởi sông Côn. Người dân trong thôn phải di chuyển hơn 10 km vòng xuống đập Văn Phong rồi ngược lên quốc lộ 19 mới đến trung tâm xã Tây Giang. Bao năm qua, việc vận chuyển buôn bán nông sản đưa con đến trường rất khó khăn vì đường đi cách trở. Tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Hữu Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Cầu dài 500 m, rộng 8 m và đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 2 km. Cũng như nhiều người dân trong thôn Hữu Giang, bà Nguyễn Thị Mỹ Xuân mong chờ cầu sớm xây xong giúp bà con thuận lợi trong đi lại. Không có cầu cô mình đã ở ngay. Nay học ở bến là mình vẫn lý được, mà khi mà làm nông là có dự đồng tiền mình nó yêu hiệp hơn. Bây giờ có cái cầu này là thuận tiện hơn nữa. Học sinh khi mà nó đi nó nhiều thì mình nấu cơm nó ăn thì nó đỡ hơn. Buôn bến nó qua mua mình cũng phí hơn. Mình điện thoại nó đi cũng gần hơn. Như con gà bình thường ấy mà điện nó chờ đợi, bây giờ có cái cầu nếu mà xong mà người ta tấu rồi lên chạy qua người ta bắt cái mình cũng phí hơn. Thời gian qua, huyện Tây Sơn đã tập trung đầu tư hoàn thiện tiêu chí về giao thông. Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, hiện nay 14 xã ở huyện Tây Sơn có hơn 402 km đường làng ngõ xóm, hơn 190 km đường thôn, liên thôn và 109 km đường xã đã được bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa. Các tuyến đường huyện cũng được đầu tư nâng cấp, đảm bảo đạt quy mô tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp 5 đồng bằng, phù hợp theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh, thuộc quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi đã tranh thủ nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và nguồn lực nội bộ của địa phương. Chúng tôi đã đầu tư nâng cấp tất cả các tuyến đường huyện quản lý cũng như các tuyến đường tỉnh trên địa bàn. Đến nay thì cơ bản với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Tây Sơn thì cơ bản là tốt và đảm bảo được cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là đảm bảo cho cái sự thu hút đầu tư các cái dự án lớn trên địa bàn, đáp ứng được cái yêu cầu vận chuyển hàng hóa. Sau gần 13 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tại huyện Tây Sơn từng bước khởi sắc. Từ một huyện trung du khó khăn, Tây Sơn đã từng bước trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Toàn huyện có 14 trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một thị trấn đạt các tiêu chí đô thị văn minh. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định nhìn nhận. Đối với Tây Sơn vừa rồi thông qua hội đồng thẩm định trung ương về nông thôn mới, cơ bản 9 tiêu chí về nông thôn mới của Tây Sơn đều đạt kết quả khá tốt. Bên cạnh đó, những cái mà liên quan đến hạ tầng phát triển gắn với sản xuất nông nghiệp, Tây Sơn cũng từng bước. Ở đây thì phải nói rằng vừa rồi thì hệ thống đập Phú Phong, hệ thống kênh Tứ Văn Phong cũng đã từng bước tạo được điều kiện thuận lợi cho cái việc phát triển nông nghiệp của Tây Sơn. Thì ngoài cái việc là chỉnh trang xây dựng cơ sở hạ để đáp ứng được các tiêu chí, nhưng mà cốt lõi vấn đề vẫn là vấn đề thu nhập và đời sống người dân của nông thôn được nâng cao.